Cà phê là thức uống yêu thích nhất của nhiều người, đặc biệt là tại Mỹ, thị trường tiêu thụ cà phê lớn của thế giới. Tuy nhiên, do nguồn cung không ổn định nên giá cà phê đang leo thang, buộc các tiệm cà phê nhỏ phải tăng giá. Nhưng dù vậy, người dân Mỹ vẫn ưa chuộng thức uống này, thậm chí sẵn sàng bỏ $10 cho một tách cà phê. Rất nhiều người khởi đầu ngày mới bằng một tách cà phê để đầu óc thêm tỉnh táo, nhưng liệu có ai sẵn bỏ ra $10 cho một tách latte hay không? Câu trả lời là có, bằng chứng là tại Budin, một tiệm cà phê ở New York, mọi người vẫn xếp hàng để mua tách latte đắt đỏ này. Theo chủ cửa tiệm, Elliot Raymond, bí quyết giúp cho món latte đắt hàng chính là hương vị cà phê đặc biệt của thương hiệu Tim Wendelboe đến từ Na Uy. Chúng tôi có loại cà phê đặc biệt từ Tim Wendelboe, tôi đã nếm thử rồi và thật sự cảm thấy rất thích. Món latte của tiệm còn có hương cam thảo nhập từ Đan Mạch và một số nguyên liệu đặc biệt khác, do vậy giá của món này cũng cao hơn. Theo khảo sát của Hiệp hội Cà phê Mỹ, số lượng người chuộng cà phê tăng lên rõ rệt và Mỹ bây giờ đang là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Càng ngày khẩu vị cà phê của người dân tại đây cũng trở nên khó tính hơn. Có một sự thay đổi lớn trong văn hóa cà phê ở đây. Tôi nhận thấy bây giờ mọi người không chỉ uống cà phê mà còn phải uống cà phê ngon. Họ uống cà phê như một sở thích, giống như kiểu uống một ly rượu vào buổi tối để thư giãn vậy. Khi khẩu vị cà phê của người dân Mỹ thay đổi, cũng là lúc giá cà phê bắt đầu tăng nhanh. Nguyên nhân là vì hạn hán ở Brazil, dịch bệnh ở Trung Mỹ và tình trạng bất ổn ở Kenya đã khiến nguồn cung cà phê giảm mạnh, đẩy giá đi lên. Và mặc dù các chuỗi cà phê lớn như Starbucks hay Maxwell House chưa tăng giá, nhưng một vài thương hiệu cà phê nhỏ hơn tại Mỹ đã buộc phải làm như vậy để cân bằng thu chi. Thậm chí có nơi tăng giá đến $10 một tách latte, như tiệm Building ở đầu bài. Với một số người tỏ ra một số tiền như vậy để uống cà phê cũng không có gì bất hợp lý, nếu tách cà phê đó thật sự chất lượng. Nếu nó được làm từ loại cà phê hảo hạng thì tôi cũng sẵn lòng. Họ phải lấy cà phê từ nhà vườn rồi sơ chế, sau đó đưa đi rang xay và nhiều công đoạn khác mới ra được cà phê ngon hảo hạng. Rồi khi pha chế thì phải cẩn thận đong đếm lượng đường, sữa và nhiều loại nguyên liệu khác, nên với tôi giá cà phê có cao một chút cũng không vấn đề gì. Cũng có ý kiến cho rằng nhiều người chọn uống loại cà phê đắt tiền không hẳn vì họ thật sự thích cà phê đó, mà vì muốn thể hiện sự giàu có, sành điệu của mình. Loại latte đặc biệt đó chỉ là một trong số các loại cà phê mà thôi. Chỉ đơn giản là ở New York, người ta đang chuộng nó không thể hiện được cái gì cả, còn nhiều loại cà phê đắt tiền hơn nữa ở những thành phố khác. Tôi biết có một vài người suy nghĩ như vậy, họ thích thử nghiệm những sản phẩm nào đắt tiền và đang được ưa chuộng. Tôi chắc rằng một số người dân Mỹ sau khi xem cái này sẽ tự hỏi liệu mình có nên đến đây và mua một tách về thử hay không. Nhưng dù là khách hàng quen thuộc của một tiệm cà phê nhỏ như Building hay ưa chuộng các chuỗi cà phê có thương hiệu như Starbucks, có lẽ người dân Mỹ cũng nên chuẩn bị tinh thần chi nhiều tiền hơn cho cốc cà phê của mình. Bởi không sớm thì muộn, nếu nguồn cung không được cải thiện, giá cà phê sẽ tăng lên nữa.